Xô xát giữa người biểu tình và cảnh sát Sudan làm ít nhất 6 người bị thiệt mạng, tin từ Khartoum. Xô xát giữa người biểu tình và phản đối các giảm trợ cấp xăng dầu và cảnh sát Sudan đã làm ít nhất 6 người bị thiệt mạng. Biểu tình đã diễn ra liên tiếp trong các đêm qua tại thủ đô Khartoum. Cuộc biểu tình đêm qua là cuộc biểu tình lớn nhất. Cảnh sát ném lựu đạn cay để giải tán người biểu tình. Dịch vụ Internet ở Sudan đã bị cắt đứt sau khi các nhà tranh đấu đưa hình ảnh biểu tình lên các trang web. Mặc dù vậy, đài phát thanh Kidin Tapka vẫn còn có thể đưa video lên Internet và một trong khúc video cho thấy là dân chúng đã biểu tình tại một trạm xăng trong quận Omdurman. Tổng thống Bashir đã tránh được các cuộc biểu tình đòi dân chủ, chống chế độ độc tài như ở Tunisia, Ai Cập, Yemen, Libya và Syria, nhưng đang phải đối diện với sự tức giận của dân chúng vì bậc giá leo thang. Thành phần cực đoan đã đốt một trường đại học, nhiều trạm xăng ở Khartoum. Người biểu tình đã phong tỏa con đường tới phi trường gần khách sạn sang trọng Rotana, là nơi mà dành riêng cho các giới thương gia giàu có và các nhà ngoại giao. Người biểu tình cũng đã đốt nhiều chiếc xe trong bãi đậu xe.